Xin chào các bạn, mình là Nhiên và hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái app mà mình đã sử dụng được rất là nhiều năm, đó chính là app sổ thu Chi Misa. Các bạn vào App Store hoặc là hệ điều hành Android, mình vào CH Play, mình tải cái Misa sổ thu chi về. Thì hôm trước thì cái giao diện nó khác và hôm nay sáng nay mình vừa bước vào thì mình thấy giao diện nó đã hoàn toàn thay đổi, một giao diện mới rồi. Và cái nhu cầu của chúng ta mỗi ngày là mình sẽ ghi chép xem mình sử dụng xài tiền gì. Ví dụ như hôm nay các bạn ăn sáng hết 25 ngàn thì các bạn sẽ nhập số tiền vào đây và mấy các bạn chọn danh mục là các bạn thu chi cái gì. Giả sử như mình ăn tiệm đây ha, có sẵn rồi nè. Nhưng nếu mà các bạn chi vào cái khoản khác thì các bạn có thể vào cái danh mục này. Cái danh mục này là danh mục có sẵn và các bạn cũng có thể tự tạo thêm. Tạo thêm nè, các bạn bấm vào cái nút dấu cộng, các bạn chọn hạng mục thu chi. Giả sử nó là gội đầu gì, hay là massage gì đó mà các bạn chưa có sẵn thì các bạn có thể chọn tên danh mục là ví dụ như gội đầu đi ha, gội đầu. Rồi thì nó sẽ có cái hạng mục tra, các bạn muốn gắn liền nó với hạng mục tra là hạng mục gì, là về dịch vụ sinh hoạt hay là hưởng thụ thì các bạn chọn vô ha. Đó thì nó sẽ tạo ra một cái thư mục con cho các bạn. Cái này mình có sẵn rồi nên mình sẽ không tạo, mình chỉ ví dụ minh họa thôi. Thì như mình giả sử mình ăn tiệm 25.000, mình sẽ chọn vào đây và ở dưới này nó có chỗ thêm chi tiết này các bạn thấy không. Rồi giả sử như bây giờ cái ăn này các bạn đang đi trong chuyến du lịch là Đà Lạt thì các bạn có thể bấm vô chuyến đi và sự kiện để các bạn thêm vào. Thì nhưng mà cái này là mình đang ví dụ thôi, còn hiện tại là mình không có ăn nó trong cái chuyến sự kiện, thì mình chỉ là chi tiêu hàng ngày thì mình sẽ không nhập. Còn trong trường hợp ví dụ mình bao cho ai đó thì mình sẽ bấm vô chi cho ai, thì các bạn có thể liệt kê hoặc các bạn thêm cái người mà các bạn bao vô vào, hoặc là cái này bỏ qua cũng được. Và cái quan trọng nữa là cái nguồn tiền này các bạn sẽ trừ vào đâu. Thì tiền mình sẽ có tiền từ ATM, ví dụ như các bạn xài thẻ như mình đi ha, mình ăn ở nhà hàng gì đó thì mình thanh toán bằng thẻ thì mình sẽ chọn và trừ vào bằng thẻ, hoặc là tiền mình để mặc định thì nó sẽ trừ vào tiền ví đó. Thì những cái chọn tài khoản, những cái tài khoản này nè là do các bạn có thể tự thêm vào. Ví dụ như các bạn sử dụng nhiều tài khoản thì các bạn có bấm vào dấu cộng, các bạn thêm tài khoản gì đó, ví dụ như là tài khoản thẻ tín dụng hay tiền mặt hay tài khoản gì đó, các bạn thêm vào đây và từ các bạn thêm số tiền vào đó. Rồi nhưng bây giờ mặc định là sẽ trừ vào ví nè. Bây giờ các bạn bấm ghi thì nó sẽ ghi vào ngày hôm nay, hoặc nếu như giả sử như cái đây là khoản chi của ngày hôm trước mà các bạn ghi sót hay thiếu, hoặc bạn chưa ghi, quên ghi đó, các bạn hãy chọn ngày, có thể chọn ngày những ngày trước mà mình đã chi đó, mình chọn như xong có thời gian thì các bạn qua bên phần bên này, nó sẽ xuất hiện cho các bạn xem đây là danh sách những cái khoản chi các bạn vào các ngày đó. Ví dụ các bạn thấy thiếu đâu các bạn có thể bổ sung được. Rồi thì cái việc mình cần làm duy nhất thôi đó là nhập dữ liệu vào ngày hôm nay xài gì, cuối ngày các bạn cứ nhập vô và đến cuối tháng nó sẽ phân tích cho các bạn biết là các bạn xài cái gì. Ở đây các bạn bấm vào chỗ tổng quan ha, thì nó sẽ có cái tài chính hiện tại, nó sẽ dựa vào cái tiền trong tất cả các tài khoản của bạn có đó. Rồi và cái ở đây các bạn chọn tháng này nè đó, thì nó sẽ có là tháng này các bạn, tại vì mình không có nhập mà thu tiền gì hết. Nếu các bạn như các bạn đi làm, các bạn có lương hay gì đó, cái khoản thu các bạn nhập vào thì nó sẽ có khoản thu và khoản chi. Cái khoản tích lũy này nó sẽ lấy từ cái khoản thu trừ đi chi thì nó sẽ ra khoản tích lũy, tại vì mình không nhập thu nên nó đang là số âm ha. Rồi đây nó sẽ có các ghi chép gần đây là các bạn đã nhập tiền gì, xài xài gì. Rồi ở đây các bạn coi nè, nó phân tích là tháng này các bạn xài như đây, nhưng các bạn muốn xem tuần này thôi, bạn muốn xem của tuần này thôi thì nó sẽ phân tích cho bạn là tuần này bạn đã xài, ví dụ như đã 5.802.000 đi ha, thì các bạn muốn xem là 5.802.000 này gồm những tiền gì thì các bạn bấm vào, nó sẽ có một cái biểu đồ phân tích cho các bạn nè. Thì đó thì các bạn có thể thấy được là thiếu hủy hết 39%. Rồi các bạn muốn biết là trong cái hiếu hủy này các bạn đã chi cái gì thì các bạn mới nhắm vào đó. Ở đây có đi sinh nhật, cưới sinh hay gì đó, bao ai làm gì đó thì nó sẽ hiển thị những cái gì các bạn đã nhập vào. Rồi và như vậy luôn các bạn có thể so sánh được là các bạn chi, các bạn muốn xem nhiều hơn, bạn xem thì về quá khứ đi, bạn xem tháng 2 hay tháng 6 đi ha, các bạn muốn xem tháng 6 các bạn bấm xong thì nó sẽ cho các bạn phân tích từ tháng 6 đến tháng 12. Tại vì mình chọn khoảng thời gian này thì nó sẽ có một cái biểu đồ các bạn xem từ tháng 6 nè, tháng 6 là hơn 30 triệu rồi, tháng 7 thì chỉ có hơn 10 triệu thôi. Thì các bạn nói ủa sao tháng 6 này mình xài nhiều dữ vậy ta, mình muốn biết là mình xài gì nè, mình bấm vô. Rồi ở dưới này nó có xem chi tiết các bạn thấy không đó, bấm xem chi tiết thì các bạn coi, bấm vô tháng 6 các bạn có thể nó cũng hiện thị cho mình là mình đã xài những khoản gì, bao nhiêu tiền. Rồi ở đây ví dụ như các bạn đang so sánh từ khoảng tháng 6 đến tháng 11 chứ, đúng rồi, tháng 6 tháng 11 không phải tháng 12 ha, thì tại vì tháng 12 mình chưa ghi. Rồi
nó sẽ lấy cái trung bình của tất cả khoản chi từ khoảng tháng 6 đến tháng 11 cộng lại chia đều ra, thì trung bình mình một tháng xài khoảng 17 triệu 8 mấy đó, đó, đó. Rồi thì các bạn có thể xem xét được là trung bình mình xài bao nhiêu tiền, rồi mình cần thay đổi sao. Rồi ở trong này là cái một chỗ hạn mức thu chi, các bạn có thể tạo ra những cái mục tiêu target riêng của mình là mỗi tháng mình sẽ xài trong cái khoản nào, khoảng bao nhiêu tiền thôi. Thì ở đây này, như mình đã tạo sẵn này, ví dụ như mình cho điện thoại di động mình xài khoảng 400.000 thôi, thì ở đây là mình đã xài hơn 400.000 rồi, là nó sẽ ghi là bộ chi 86.000, nó hiện màu đỏ nè. Ví dụ về xăng xe đi, mình ra target là một tháng mình chỉ xài khoảng 400.000, thì hiện tại là mình chưa có đổ hơn 400.000 thì nó sẽ là màu xanh, và những cái hiển thị màu xanh này là những cái số tiền mình đã chi rồi. Thì khi mà mình đặt ra một cái hạn mức thu chi á, thì mà mình sắp đến hoặc mình vượt qua cái hạn mức thu chi đó trong vòng một tháng á, thì nó sẽ có một cái thông báo cho mình là mình cần để ý lưu ý ở cái khoản thu chi đó. Rồi ngoài ra thì nó có những cái ví dụ như những cái tính năng khác, là ví dụ như tính lãi với các bạn có những tài khoản ngân hàng, các bạn tra cứu tỷ giá rồi nữa nè. Rồi đó, những cái hạng mục thu chi là những cái mà nó sẽ có sẵn cơ bản của mỗi người, là cái app này nó sẽ có xây dựng sẵn. Nhưng mà giả sử nãy mình có nói các bạn có những cái khoản thu chi khác á, mà các bạn học trong này nó không có sẵn, các bạn có thể tự tự tạo ra. Ngoài cái việc mà mình theo dõi tình hình thu chi thì mình có thể xem được cái phân tích chi tiêu. Giả sử các bạn chọn vào tháng 9, các bạn chọn ngày bắt đầu là ngày mùng 1, không, ngày kết thúc là ngày 30 tháng 9 và ngày bắt đầu là ngày mùng 1 tháng 9. Rồi thì nó sẽ ra một cái bảng phân tích như thế này, là tổng chi tiêu là 20 mấy triệu đó rồi, và chia ra trung bình ngày là khoảng 700 mấy, và những cái ngày nào mà là nó biến động nhiều nè, nó sẽ có thể trên biểu đồ luôn. Rồi ngoài ra mình có thể theo dõi được tình hình vay nợ. Thì ở đây mình không có cho ai nợ, mình cũng không vay nợ ai nên mình không có nhập cái dữ liệu nên không có. Rồi bên này là chuyến đi và sự kiện. Chuyến đi và sự kiện là của cá nhân mình. Ở một chuyến đi và sự kiện của cá nhân á, thì mình có thể thiết lập một cái chuyến đi mới, hoặc là mình có thể xem lại chuyến đi cũ, mình xem lại cái thời gian đó là mình đã chi những gần trong 21 triệu này thì mình đã chi những cái tiền gì. Đó. Còn khi mà mình muốn nhập dữ liệu cho chuyến đi á, thì mình cũng ghi chép bình thường như thế này các bạn. Mình nhập số tiền, ví dụ như mình đi làm visa 2 triệu ví dụ thôi ha, thì mình sẽ chọn hạng mục tra là du lịch đi, du lịch. Rồi ở trong này hãy mình có nói đó, là mình sẽ chọn chuyến đi và sự kiện nè, đó mình chọn cái chuyến đi nè, mình nhập vô và mình bấm ghi thì nó sẽ nhập vào. Hoặc mình có thể chọn thêm thời gian nữa. Về chuyến đi của nhóm thì các bạn có thể thấy là mình đã ghi tổng của sự kiện này là từ ngày 10 đến ngày 15 là 22.457. Thì để xem chi tiết các bạn nhắm bèo vào biểu tượng góc phải có cái hình tờ giấy đó, các bạn có thể thấy là ngày mình nó sẽ báo cáo theo ngày, là ngày 15 mình thu của những ai bao nhiêu tiền và chi những khoản gì đó, thì mình có thể là báo cáo với các bạn bè của mình. Sẽ có những cái khoản chi mà nó sẽ cố định trong vòng một tháng, thì các bạn có thể vào cái chỗ ghi chép định kỳ. Ví dụ như phí ngân hàng, thì tại vì phí ngân hàng thì tháng nào cũng sẽ trừ đúng một cái số tiền đó rồi, thì các bạn có thể ghi vào đây. Và nếu như các bạn muốn thêm khoản chi, ví dụ như một tháng các bạn cho ai đó một khoản tiền ở từ khoản tiền thì các bạn hạng mục tra là hạng mục gì, bấm vào chi tiền rồi hiếu hỷ đi. Hoặc là các bạn muốn thêm trong cái khoản hiếu hỷ này đi ha, các bạn không có thấy cái nào mà là phù hợp với cái nhu cầu của mình, các bạn hãy chọn thêm như là hỗ trợ. Rồi các bạn chọn hạng mục tra là chỗ hiếu hỷ đi đó, bấm như hiếu hỷ rồi cho ai đó, rồi các bạn bấm lưu và nó sẽ có thêm một cái khoản chi định kỳ cho các bạn. Các bạn sẽ muốn chọn là chi cái này vào mỗi ngày nào, thì các bạn muốn nó vào mỗi ngày một mỗi tháng ha, các bạn chọn vô. Rồi thời gian, tần suất nè, tần suất theo hàng ngày hay là hàng tháng, hàng tuần, các bạn chọn hàng tháng rồi bấm lưu là xong. Thì mỗi tháng vào ngày một nó sẽ ghi cái số tiền này vào cái mục thu chi của các bạn. Hình thu chi mỗi ngày thì sau một năm mình muốn so sánh việc mà mình đã xài tiền như thế nào, mình bấm vào tình hình thu chi và mình chọn khoảng thời gian. Đây mình sẽ đặt từ năm 2016 đến năm 2018 để mình tiện theo dõi và so sánh ha. Rồi thì nó sẽ thể hiện nè, thì qua mỗi năm mình xài càng nhiều. Ví dụ như năm 2017 là đủ 12 tháng,
mà năm 2018 thì mình chỉ mới nhập tới tháng 11 thôi, mà đã thấy số tiền của năm 2018 là nhiều hơn 2017 rồi. Thì mình muốn xem thì mình bấm vào, nó sẽ thể hiện hết những cái phần tiền trong năm 2018 mình đã chi cho từng mục là như thế nào. Thì các bạn thấy ha, nhiều nhất vẫn là phần hiếu hỷ 31%, hưởng thụ là đứng vị trí thứ hai. Thì mình bấm vào mình xem 54 triệu này mình đã chi vào cái gì. Đó, ví dụ như tiền gội đầu cắt tóc bao nhiêu đây, mình muốn biết là mình xài, hoặc là bây giờ đây đi, mình đi về dịch vụ sinh hoạt 29 triệu rồi, mình vào thiết bị công nghệ. Ví dụ bây giờ giả sử các bạn muốn biết là hôm bữa các bạn mua cái laptop đó vào tháng nào để các bạn đi bảo hành, thì các bạn có thể vào đây xem luôn cũng được, là mình đã mua cái laptop vào ngày 1 tháng 12 nè. Ngoài cái tính năng là ghi chép số tiền thu chi thì mình còn có thể lật lại được cái lịch sử và thời gian mà mình chi chi cái khoản nào, và nếu mà mình bị quên hoặc mình cần vào thời gian đó để mình phục vụ cho cái việc khác của mình đi. Hoặc là ví dụ như bây giờ mình muốn biết là cái gimbal mình đã mua mình xài được khoảng bao lâu mà mình đã làm mất rồi, thì mình vào đây mình xem thấy nè, mình mua vào ngày 30 tháng 9 nhưng chưa gì mình đã làm mất rồi, và mình đã mua lần thứ hai là ngày 11 tháng 14 tháng 11, để sau này mình có muốn bảo hành á, mình không nhớ là mình đã mua ngày nào thì mình có thể vào đây mình xem được. Kết lại cái tính năng của cái app sổ thu chi Misa này ha, là nó ghi lại những cái khoản thu khoản chi của mình từ tài khoản nào ví nào, để mình có thể theo dõi cái luồng tiền và phân tích thu chi, và mình đánh giá tổng hợp cái khoản chi theo từng cái chuyến đi sự kiện gì đó, hay là những cái tiền cá nhân một cách rất là cụ thể. Và ngoài ra thì nó có những cái tính năng khác nữa, là ví dụ như quản lý sổ tiết kiệm tự động ước tính lãi ngày đáo hạn mà cái sổ mà bạn đang có, quy đổi tỷ giá cho cái tiền tệ, đặt hạn mức thu chi cho cái khoản chi cha con theo tuần theo tháng hoặc một cái khoảng thời gian bất kỳ nào các bạn muốn, rồi nắm bắt nhanh những cái thời khoảng thời gian hôm nay hàng tuần hàng tháng mà các bạn đã chi bao nhiêu tiền, phân tích số tiền đã chi theo từng hạng mục qua khoảng thời gian tháng quý năm để mà mình lên kế hoạch chi tiêu một cách hợp lý.